Sydney buổi trưa, những ngày lễ long weekend là lễ cuối tuần dài á, là từ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai được nghỉ, ngày thứ ba thì bắt đầu đi làm lại. Sẵn đây mình nhớ tới một câu chuyện cũng hơi vui vui đó, thì mình kể cho mấy bạn nghe nha. Vì cái chuyện này khi mình coi á, trên YouTube á, thì mình coi tới lần thứ hai thì mình mới mắc cười. Câu chuyện nó như vậy, bạn biết không, cái thời buổi bây giờ á, ai nấy á, hay cầm cái gì ở trên tay mình để coi lắm. Như là iPhone, iPad, tablet, bất cứ cái gì mà thuộc về điện tử, và chơi cái này, coi cái này, coi cái kia, coi tới mê say, coi tới không còn biết kế bên mình là chuyện gì đang xảy ra. Nó mê tới như vậy luôn. Thì có một cái anh chàng trẻ này, người cha trẻ tuổi này, giữ mới là vừa coi trên tay thì cầm một cái máy điện tử đó, mới chơi, mới coi, và coi cái gì chăm chú lắm, coi rất là chăm chú. Nghĩa là cái chân á, một tay á, thì giống như cầm cái đó, còn một tay kia thì cầm cái cọng dây để mà kéo cái xe mà cái xe đẩy xe đi của con nít á. Mấy bạn biết cái xe đó không, xe mà xe đi mà con nít nó vô trong, ngồi trong rồi nó có cái bánh xe dưới rồi nó đi á, khi mà nó biết đi á. Nhưng mà thấy á, thì cái anh chàng trẻ này á, mới là cầm cái cọng dây kéo cái xe đó, rồi lại cái xe lại văng ra, rồi kéo lại, cái văng ra, kéo lại, cứ làm như vậy nhiều lần, làm chừng mấy phút vậy. Thì anh ta làm như là sực nhớ ra một cái chuyện gì, hết hồn hết vía. Cái anh ta mới đứng dậy liền, bắt đầu chạy đi với một cái dáng điệu là đi tìm kiếm một cái gì, ngó qua ngó lại từ cái chỗ phòng ngủ này tới chỗ phòng khác, hốt hoảng đi kiếm một cái gì đó. Cái biết làm sao, các bạn biết sao, anh ta mới ngó qua trong cái nách của mình, trong cái cặp nách của mình, bên hông của mình, thì ra là đứa con của mình, đứa bé nhỏ xíu, chừng vẫn còn cái kiểu mà đang ngồi trong xe đi đó mà chưa biết đi đâu, cái cỡ đó, nhỏ xíu vậy đó, cặp trong cái nách. Cái tiến bộ của anh ta nó rất là cũng như là release, giống như là trút bỏ một cái sự sợ hãi đó, cái kiểu đó đó. Wow, nãy giờ cũng như là nãy giờ mình cặp cái đứa nhỏ này trong trong nách là mà mình quên thức đi, mình cứ lo chăm chú chơi quá trời. Mình coi tới đó đó, cái mình mới chợt hiểu ra là hồi nãy giờ anh ta cứ cái tay của anh ta cái kéo cọng dây cho cái xe đẩy á, đi tới lui, hoặc cái xe không thôi, cái xe không có gì trong đó, không có đứa bé trong đó. Thì tới lúc đó mà khi mà anh ta hốt hoảng và anh ta ngó quanh quất quảng hồn quảng vía đi trong nhà đi kiếm á, thì mình mới biết ra là thì ra anh ta đã chơi cái này mà anh ta ghiền quá, vì đến mức độ mà đang giữ con, cứ trong đầu cứ nghĩ là đang đẩy đứa con của mình ngồi ở trong xe đẩy, rồi một tay á tay đây thì coi cái máy điện tử đó, rồi coi tới mê say tới một lúc là mới sực tỉnh, nó chết màu, con của mình đâu rồi, dồn vô cái xe mà anh ta kéo đó, đẩy tới đẩy lui nãy giờ đó, xong trống trơn á, hốt hoảng cái nhìn mình quá, ủa sao trời đã mất tiêu rồi, một cái tướng sợ hãi như vậy đó. Thì cái rốt cuộc thành ra đứa bé nằm ở trong tay của mình đó. Mấy bạn giờ mấy bạn nghe xong mấy bạn có mắc cười không? Vì trong cái những cái về quên này có rất là nhiều cái trường hợp quên mà nó gây cho mình phải nói là rất là mắc cười luôn đó. Có những cái trường hợp giống như mình cầm trên tay cái món đồ đó mà mình cứ đi vòng mình kiếm, hoặc là mình đeo cái mắt kính mình để trên đầu của mình mà mình cứ đi vòng mình kiếm, thì mà mình nghĩ thực sự là không có cái nào mà mắc cười hơn bằng giữ con mà
con của mình cầm trong tay của mình mà mình chạy đi kiếm, mà chạy con còn bế trên tay luôn. Thì thật sự là mấy người trẻ tuổi bây giờ quá sức rồi, ghiền mấy cái máy điện tử, máy chơi này quá sức luôn. Thì cái câu chuyện của mình là vậy đó. Bạn có thấy nó vui không? Chị đi ha. Coi như là để mình khi nào mình có chuyện gì vui nữa thì mình tiếp tục kể cho các bạn nghe nữa nha. Okay, bye.